Rất vui gặp lại quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đang xem Chào Buổi Sáng được trực tiếp hàng ngày vào khung giờ này trên sóng truyền hình Vĩnh Long. Và ngay sau đây chúng ta cùng điểm qua những thông tin chính có trong chương trình sáng nay, thứ hai ngày 12 tháng 9 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam. Số ca mắc mới COVID-19 giảm nhưng số ca tử vong tăng. Áp lực bác sĩ trực cấp cứu tại bệnh viện. Người vận chuyển yêu thương. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai một số dự án trọng điểm, xử lý những khó khăn vướng mắc của tập đoàn. Cuộc làm việc được tổ chức trực tiếp tại trụ sở chính của PVN tại Hà Nội và kết nối trực tuyến với 13 điểm cầu các đơn vị đầu mối của Petro Việt Nam trên toàn quốc. Các công trình dầu khí giàn khoan khai thác ngoài khơi biển Việt Nam và Liên bang Nga thuộc Petro Việt Nam. Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petro Việt Nam Lê Mạnh Hùng cho biết, trong thời gian qua, tập đoàn tiếp tục khẳng định vai trò góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh chủ quyền quốc gia và đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. Năm 2021, tổng nộp ngân sách nhà nước của tập đoàn đạt 112,5 ngàn tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch năm và tăng 36% so với cùng kỳ. 8 tháng đầu năm 2022, tổng nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn đạt 90,6 ngàn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm 2022 và tăng 45% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm của tập đoàn tiếp tục được duy trì ổn định. Khai thác dầu thô đã vượt 23% kế hoạch 8 tháng và bằng 84% kế hoạch năm 2022. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động dầu khí, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 vừa qua, giữ vững vị trí đầu tàu, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội đất nước. Phân tích tình hình trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ có thuận lợi, thời cơ đang xen khó khăn thách thức, song khó khăn thách thức nhiều hơn. Yêu cầu thống nhất quan điểm trong phát triển của Tập đoàn Dầu khí trong thời gian tới là phải kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phát triển kinh tế với đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kết hợp hài hòa, hợp lý giữa kế thừa, ổn định với đổi mới phát triển nhanh nhưng phải bền vững, phải hài hòa, hợp lý giữa nghiên cứu, thăm dò, khai thác, chế biến, sản xuất xăng dầu, hóa chất, sơ sợi. Cái mục tiêu quan trọng nhất là các ông chí không được để thiếu năng lượng, nhất là xăng dầu, cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì báo cáo với các ông chí đây là nhiệm vụ lớn nhất của cái mục tiêu lớn nhất của các ông chí. Vì sao? Là 75% nhu cầu xăng dầu trong nước là các ông chí đang đáp ứng, đang cung ứng. Cho nên là các ông chí không được để thiếu cái xăng dầu, hay là nói tóm lại là cái năng lượng liên quan đến xăng dầu nói chung. Vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ quan trọng nhất các ông chí phải hoàn thành. Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu tập đoàn tập trung giải quyết những vấn đề tồn động nhiều năm, xử lý dứt điểm không để kéo dài, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp với sứ mệnh của tập đoàn, phù hợp với tình hình đất nước, góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, để mạnh đầu tư phát triển, cơ cấu lại sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không trải, không manh mún, chia cắt, lựa chọn công việc có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào, dứt điểm việc đó, chủ động trong hợp tác quốc tế, song bảo đảm bí mật quốc gia, bí mật về an ninh kinh tế, kiên trì, kiên định các nguyên tắc, nhưng linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện. Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Ông Nguyễn Thanh Lâm, sinh năm 1972, tốt nghiệp khoa Pháp, Đại học Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông Lâm bắt đầu với vai trò một biên tập viên tiếng Pháp của Đài truyền hình Việt Nam VTV vào năm 1993. Trong hơn 20 năm sau đó, ông chuyển từ làm truyền hình tiếng Pháp sang tiếng Việt, và là nhà báo có nhiều tác phẩm truyền hình, đảm nhiệm vị trí trưởng ban thời sự VTV và phó tổng giám đốc AVG, truyền hình An Viên. Trước khi về công tác tại Cục Phát thanh Truyền hình,
thông tin điện tử. Ông từng làm giữ chức Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Sau đó, ông đảm nhiệm các chức vụ như Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình Thông tin điện tử. Và trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng, ông giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Xin được chuyển sang những thông tin y tế mà quý vị và các bạn đang quan tâm. Thưa quý vị, ngày hôm qua, số ca mắc COVID-19 trong cả nước đã giảm hơn 800 ca, xuống còn 1.643 ca. Nhưng mà số ca tử vong lại tăng 3 ca. Đây là ngày có số ca tử vong cao thứ hai trong nhiều ngày trở lại đây. Cụ thể, từ 17h30 phút ngày 10 tháng 9 đến 17h30 phút ngày hôm qua 11 tháng 9, ghi nhận 3 ca tử vong tại Hải Phòng 1, Tây Ninh 2. Trung bình số ca tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.129 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có 102.802 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm sắp xỉ 259 triệu liều. Khối lượng công việc lớn, áp lực công việc nhiều, trách nhiệm cao. Mỗi ca trực cấp cứu của bác sĩ kéo dài từ 17 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên thì mức phụ cấp chưa tương xứng với khối lượng và áp lực công việc. Trong điều kiện khó khăn, nhưng các bác sĩ bệnh viện tuyến cuối tại Đà Nẵng vẫn nỗ lực hết sức để cứu người, thực hiện nghĩa cử cao đẹp của người thầy thuốc. Là bệnh viện tuyến cuối của khu vực, mỗi đêm khoa cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận xử lý hàng trăm ca bệnh, trong đó nhiều trường hợp chấn thương nặng, nguy kịch đến tính mạng. Đứng giữa ranh giới sinh tử, quy trình báo động đỏ toàn diện được kích hoạt. Bác sĩ đưa ra phương án xử lý tốt nhất cho người bệnh. Một cái quyết định này, cái gì ưu tiên trước, cái gì nên làm trước, hoặc là cái gì nên đặt nặng ở vấn đề này bệnh nhân nhiều hơn. Vô lúc bắt đầu gặp bệnh nhân thì áp lực rất là lớn, tại vì lúc đó phải ưu tiên cứu bệnh nhân. Sau đó khi mà bệnh nhân qua được cái nguy kịch thì mình thấy nó yên ổn thôi. Trong điều kiện khó khăn chung của ngành y tế, hiện nay mức phụ cấp cho nhân viên thấp hơn so với mặt bằng chung, trong khi áp lực công việc lớn, khối lượng công việc nhiều. Nhưng vượt lên tất cả, các bác sĩ điều dưỡng vẫn miệt mài cống hiến chuyên môn để cứu người. Mỗi ca bệnh được hồi sinh cũng là niềm vui hạnh phúc sau mỗi ca trực cấp cứu. Thời gian là vàng, mình sẽ cố hết sức để cứu bệnh nhân. Cứu sống ngày hôm nay là cũng là một kỳ tích. Công việc thì nó rất là cực, nhưng mà khi mà cứu làm được một cái gì cho một bệnh nhân thì đó là một cái niềm hạnh phúc, không phải là đó là công việc nữa. Xin được chuyển sang thông tin giáo dục. Thưa quý vị, đến tối qua, một số trường đại học cho biết sau lần lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn một số ngành dự kiến sẽ tăng, trong khi nhiều ngành chỉ bằng điểm sàn xét tuyển. Hôm qua 11 tháng 9, các trường tiếp tục lọc ảo lần thứ hai. Việc lọc ảo tiếp tục đến ngày 15 tháng 9, sau đó các trường công bố điểm chuẩn. Đại diện một trường đại học khu vực phía Nam cho biết là kết quả lọc ảo theo nhóm thay đổi rất nhiều, nên khi lọc ảo toàn quốc, số thí sinh rơi rụng không nhiều. Kết quả sẽ còn thay đổi liên tục sau những lần lọc ảo tiếp theo. Ông Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lần lọc ảo đầu tiên, trường dự kiến mức điểm như điểm chuẩn năm trước. Dự kiến sau lần lọc ảo thứ hai, điểm chuẩn một số ngành như kinh tế, công nghệ thông tin sẽ tăng 0,5 điểm, các ngành còn lại chưa có sự thay đổi. Tương tự, ông Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính Marketing cho biết, lần lọc ảo đầu tiên, trường dự kiến mức điểm tương đương điểm chuẩn năm 2021 hoặc giảm 0,5 điểm. Kết quả nhiều ngành có số lượng thí sinh đạt gần 200% chỉ tiêu, trong khi không ít ngành chỉ đạt 70% chỉ tiêu. Và thống kê bước đầu sau lần lọc ảo đầu tiên cho thấy là điểm chuẩn dự kiến tổ hợp văn sử địa ở phần lớn các ngành đều tăng so với năm trước, trong khi số ít ngành điểm chuẩn tổ hợp này sẽ giảm. Thưa quý vị và các bạn, tin vui về văn hóa du lịch. Chiều 11 tháng 9, bà Nguyễn Thị Ánh Qua, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, là trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 16, ITE Hồ Chí Minh City 2022, từ ngày 8 cho đến 19 giờ ngày 10 tháng 9 đã đón khoảng 22.000 lượt khách tham quan mua tour, và số lượng khách đến cũng như là sự quan tâm đặc biệt của người dân vượt xa sự mong đợi của ngành du lịch. Hội chợ đã tạo ấn tượng với khách mời, du khách tham dự, tiếp tục khẳng định là hội chợ du lịch quốc tế hàng đầu Việt Nam cũng như các nước hạ nguồn sông Mekong.
Trong đó, ghi nhanh từ các doanh nghiệp lữ hành, số lượng chốt đơn thành công, đặt lịch hẹn cũng cao hơn so với ước tính ban đầu. Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, từ nay đến cuối năm 2022 và dịp năm mới 2023, ngành du lịch chuẩn bị rất nhiều sự kiện chào đón du khách, ví dụ như lễ hội khinh khí cầu, giải marathon quốc tế, tuần lễ du lịch MICE, du lịch kết hợp hội thảo thế giới. Song song đó, tăng cường quảng bá kích cầu du lịch trên các phương tiện truyền thông quốc tế. Vào tối hôm qua 11 tháng 9, người đẹp Trần Thị Ban Mai đăng quang Miss Beat Việt Nam 2022 trong đêm chung kết tại Đà Nẵng. Cô cao 1m75, ba dòng lần lượt là 84, 62, 92, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Việt và tiếng Anh. Cô cũng từng là trợ lý của Hoa hậu Hoàng Vũ 2018, Catriona Ray. Tân Hoa hậu chia sẻ, mình sinh trưởng trong một gia đình có nhiều người làm ngành luật. Bà Nguyễn Thị Dương, nhà sáng lập cuộc thi cũng là trưởng ban tổ chức, trao vương miện và giải thưởng trị giá 1 tỷ đồng cho Tân Hoa hậu. Cô cũng đồng thời nhận 3 giải thưởng phụ là Người đẹp môi trường biển, Người đẹp nhân ái và Người đẹp ứng xử. Tại vòng thi ứng xử, Tân Hoa hậu đã vượt qua 2 thí sinh còn lại của top 3 với phần trả lời về mối quan hệ giữa việc bảo vệ môi trường và hòa bình. Cô là thí sinh duy nhất trả lời câu hỏi ứng xử top 3 bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Á hậu 1 là Người đẹp Nguyễn Ngọc Khánh Tiên. Cô còn nhận 2 giải phụ là Người đẹp tài năng và Người đẹp truyền thông. Á hậu 2 thuộc về Người đẹp Quảng Trần Gia Hân. Cô đồng thời nhận giải phụ Người đẹp ảnh. Tiếp theo là thông tin chúng tôi cập nhật về thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, một đợt mưa dông diện rộng sẽ xảy ra ở miền Bắc từ đêm 13 tháng 9 đến ngày 17 tháng 9. Và tuần qua thì miền Bắc có mưa dông diện rộng do tác động của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao và đã tạm ngớt 2 ngày qua. Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định là đêm và sáng sớm ngày hôm nay thì mưa dông tiếp tục xảy ra ở một số nơi. Từ đêm 13 tháng 9 thì một rãnh áp thấp mới kết hợp với hội tụ gió sẽ gây mưa trên diện rộng ở miền Bắc. Cụ thể, miền Trung những ngày đầu tuần này trời ít mưa, nắng ráo, nền nhiệt ngày cao nhất từ 33 cho đến 35 độ. Từ ngày 15 tháng 9 trở đi, miền Trung có mưa rào và dông trở lại, cục bộ có nơi mưa lớn, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh miền Trung cũng giảm xuống mức từ 31 cho đến 33 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, nên từ ngày mai, khu vực này có mưa rào dông nhiều nơi, tập trung nhiều về chiều và tối. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ngưỡng từ 28 cho đến 30 độ, còn các tỉnh Nam Bộ từ 31 cho đến 33 độ. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, trên địa bàn xã vừa mới xuất hiện vết nứt dài hơn 700 mét. Trước nguy cơ sạt lở, để đảm bảo tính mạng và tài sản của người dân, chính quyền địa phương đã cho di dời toàn bộ người dân trong vùng nguy hiểm, đồng thời cắt cử lực lượng tiếp tục theo dõi địa bàn. Vết nứt này chỉ mới xuất hiện ngay sau khi đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 4 tháng 9 đến nay. Chạy dọc tuyến đường liên xã, cắt ngay bản Nam Tiến 2, một số vị trí vết nứt sâu hơn 1 mét, rộng khoảng 25 cm. Để đảm bảo tính mạng tài sản của người dân, chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ 52 hộ dân đến nơi ở tạm tại trường mầm non Nam Tiến. Cắt cử lực lượng tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn tìm phương án giải quyết. Trước đó, năm 2018, bản Nam Tiến 2 đã xuất hiện 4 vết nứt lớn kéo dài hàng trăm mét. 11 hộ dân đã chủ động di dời về nơi ở an toàn. Tuy nhiên, hiện vẫn còn 36 hộ không có điều kiện di dời, vẫn phải bám trụ chờ đợi. Thưa quý vị và các bạn, trăn trở khi mà chứng kiến nhiều vùng đất còn chịu nhiều khó khăn, những bạn trẻ đã kết hợp đi phượt với công việc thiện nguyện để có thể giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em nhỏ ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và với các thành viên phượt, không chỉ là niềm đam mê mà còn để chia sẻ khó khăn và đem niềm vui đến với người nghèo. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ và mong muốn gắn kết yêu thương khắp mọi miền Tổ quốc, anh Trịnh Hồng Nghĩa, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, đã thành lập câu lạc bộ Người Vận Chuyển, Phượt Thiện Nguyện để kết nối những bạn trẻ có cùng đam mê. Gần 6 năm thành lập, nhóm đã thực hiện được nhiều chương trình thiện nguyện cho các hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ ở An Giang, Đắk Nông, Phú Yên, Lâm Đồng. Tụi mình hay đi phượt, hay năm nay là đi du lịch bằng xe máy. Thì tụi mình thường hay đi vào những cái vùng sâu, vùng xa hay những cái suối á, thì mình đi qua những cái làng đồng bào và mình nhìn thấy được rằng là ở đó họ còn rất là nghèo và thiếu thốn rất là nhiều thứ. Xuất phát từ đó thì nó Nghĩa mới có một cái suy nghĩ là mình sẽ lập một cái câu lạc bộ
để mình có thể mang những cái yêu thương của Mạnh Thường Quân ở thành phố đến những cái vùng sâu vùng xa đó. Và cái thứ hai nữa là chắc xuất phát là Nghĩa cũng là người xuất phát từ gia đình nghèo, cho nên đâu đó mình sẽ hiểu được rằng là các em sẽ cần cái gì và họ sẽ vui khi mà họ nhận được những cái gì, thì từ đó mình mới bắt đầu nghĩ đến cái việc là thành lập một câu lạc bộ để làm những cái công tác thiện nguyện đó. Để thực hiện chương trình, anh Nghĩa thường là người trực tiếp đi tiền trạm, khảo sát địa bàn và xin giấy phép hoạt động của chính quyền địa phương. Song song đó, anh và các thành viên chủ chốt sẽ thông báo qua mạng xã hội, kêu gọi các thành viên khác tham gia bán hàng online, gây quỹ để thực hiện chương trình. Cứ như vậy, đều đặn mỗi năm, nhóm tổ chức 2-3 chương trình thiện nguyện cho các em nhỏ vùng cao và các hoàn cảnh khó khăn ở khắp mọi miền Tổ quốc. Thời xưa thì cũng làm ở phường, mình cũng hay tham gia những cái chương trình thiện nguyện á, thấy ảnh làm rất là ý nghĩa và sâu sắc, thì lúc đó thì mình sẽ nghĩ là thôi tôi theo anh để tôi hỗ trợ anh hết mình. Nhiều lúc mình không có suy nghĩ nhiều, tại vì tính của mình á, thì chỉ cần thấy mấy bé vui thì mình vui. Các bé không có giày dép man, nhưng khi mà mình đưa giày chữ dép cho các bé man á, thì các bé lại sợ cái đường sình lầy lội nó làm bẩn, và các bé cầm dép lên, các bé xách vào đeo vào bên cái màn tài và các bé vẫn đi bộ. Thì mình hỏi ra thì các bé chỉ nói một câu là con chỉ sợ dép bẩn. Từ những cái hành động đó mà mình mới cố gắng là làm những cái công việc nhiều hơn để có thể là đưa được những cái tình thương của mình đến với nhiều bé hơn nữa. Thành viên nhóm có người đang là sinh viên, có người đã đi làm. Trên những cung đường đã đi qua, các bạn đều muốn cống hiến sức trẻ của mình, không chỉ ghi lại những hình ảnh bằng đôi mắt mà còn ghi lại bằng chính con tim của mỗi người. Em trai của mình ấy, thì em bị ung thư xoang hàm. Trong cái thời gian mà em cùng với gia đình mình mà điều trị bệnh cho em ấy, thì cái chi phí điều trị nó khá là lớn. Nhưng mà đối với một cái gia đình làm nông như mình ở Quảng Ngãi ấy, thì nó cũng là một cái vấn đề khó khăn. Bên nhóm kêu gọi và quyên góp cho mình một cái số tiền thực sự là không nhỏ. Nhưng mà nhiều hơn cái số tiền đó là cái tình cảm mà mình không bao giờ ngờ tới. Cũng rất là muốn gửi đến nhóm người vận chuyển rất là nhiều lời cảm ơn. Với các thành viên của người vận chuyển Phượt Thiện Nguyện, đi không chỉ là để trải nghiệm trên hành trình chinh phục những cung đường, mà mỗi chuyến phượt luôn là dịp để san sẻ yêu thương.